Nóng quá. Kẹp kìa. Chỗ đây hết rồi. Hết rồi, đây cũng hết. Hết cả rồi. Tất cả đều hết rồi. Hả? Còn một cây kia. Tôi không mua được cây kem nào. Thỏ Pi Pi mua hết sạch rồi. Thật tuyệt vời. Mình sẽ ăn hết chỗ này. Thỏ Pi Pi, ăn quá nhiều kem lạnh sẽ làm cho bạn bị đau bụng đấy. Không, cháu sẽ không sao đâu. Chào nhé. Ngày nóng như thế này được ăn thật nhiều kem lạnh là tuyệt vời nhất. Sao bụng mình lại sôi lên thế này? Thôi kệ nó đi. Cuối cùng cũng kiếm được cây kem. Đừng có chạy nhảy cho đông người như vậy. Dobby, tôi nghĩ thỏ Pi Pi đang tìm nhà vệ sinh vì cậu ta bị đau bụng. Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh, mình đau bụng quá. Nhà vệ sinh. Có người rồi. Ở kia còn một cái. Sợ chữa sao ấy. Đây rồi. Chào mừng các bạn đến với mê cung chất thải huyền ảo. Nhà vệ sinh kìa. Cháu muốn thử Của cháu đây. Tiếp theo của cháu đây. Tránh đường, tránh đường, tránh đường. Cẩn thận. Không phải là cậu bé đang tìm nhà vệ sinh sao? Sao lại vào trong mê cung rồi? Sao mình lại quay lại đây? Không, thỏ Pi Pi đang cần sự giúp đỡ. Xin lỗi, trường hợp khẩn cấp. Bố mình đau quá đi mất thôi. Thỏ Pi Pi đâu rồi? Có chuyện gì vậy? Có ai đó xì hơi, hôi lắm ạ. Có vẻ như là thỏ Pi Pi. Ở đằng này. Thỏ Pi Pi. Khi nào chúng tôi đưa cậu ra khỏi đây? Nhanh nào. Mình cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Không, mình sẽ không bao giờ ăn nhiều kem như thế nữa.
Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, đồ ăn mát lạnh có thể rất ngon miệng, nhưng các bạn không nên ăn quá nhiều một lúc. Nếu ăn quá nhiều, các bạn có thể sẽ bị đau bụng và đi ngoài. Thậm chí còn có thể nôn và ốm sốt, không tốt cho sức khỏe. Hãy nhớ, không được ăn quá nhiều đồ lạnh. Chơi trong công viên an toàn. Oh, công viên giải trí kìa. Nhanh đi nào. Vâng. Đủ chiều cao, vào trong đi. Đấy là chúng ta. Cháu không đủ chiều cao, cháu không thể vào. Chúng ta chỉ cần cao hơn một chút nữa thôi. Bọn tớ xin lỗi. Có gì đó đang xảy ra? Cảnh sát trưởng Labrando, có con quái vật đang đi xung quanh đây, đáng sợ lắm. Hả? Quái vật sao? Nó cao như cái cây và nó đi nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Nó có một giọng nói kỳ lạ và đầu nó có thể xoay tròn như thế này này. Giọng nói kỳ lạ sao? Dobby, hãy đi kiểm tra xem nào. Bọn trẻ nói quái vật cao nên rất dễ tìm. Ai đó cao lắc lư và đi xung quanh sao? Đứng lại ngay. Bắt được rồi. Dobby, đây là anh Hiêu không phải quái vật. Tôi xin lỗi nha. Anh Hiêu, chúng tôi đang tìm một con quái vật cao lớn. Anh có nhìn thấy nó xung quanh đây không? Vâng, tôi có thấy. Nó đang đi một cách kỳ lạ về hướng đó. Cảm ơn anh. Dobby, đi thôi. Vào trong đi. Cháu có thể vào trong không? Thật là một đứa trẻ cao. Wow, mọi thứ ở đây trông thật là vui. đi thiệt cỡ, chơi trò đó chứ đi. Trốn con. Tôi nghĩ chúng làm vậy vì chúng chưa đủ chiều cao để vào công viên giải trí chơi. Nó rất nguy hiểm, chúng ta phải ngăn chúng lại. Bây giờ không cần phải giả vờ cao nữa rồi. Dừng lại! Ôi không, chúng đã bắt đầu chơi rồi. Chúng thật là nguy hiểm. Chúng ta cần phải nhanh lên. Wow! Cô nhìn thấy con khủng long kìa. Ôi không, nguy hiểm quá. Nhanh hơn đi.
May quá đấy các cháu. Chúng cháu sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, nhiều trò chơi trong công viên giải trí có yêu cầu về chiều cao. Đó là bởi vì nếu các bạn không đủ cao, thiết bị an toàn có thể quá lỏng hoặc quá rộng để bảo vệ bạn và có thể dẫn đến tai nạn không an toàn. Xin hãy ghi nhớ điều đó. Không được leo trèo. Một cái burger to và ngon. Máy bay của mày. Cẩn thận đấy. Sợ quá đi mất. Cháu nhỏ à, cháu không nên leo trèo cao như vậy. Nếu mà ngã thì sẽ bị thương nặng đấy. Cháu sẽ không làm thế nữa đâu ạ. Giờ thì về nhà đi nào. Ôi không, ôi không. Cảnh sát trưởng Labrador, có người đột nhập vào nhà tôi kia kìa. Gì cơ, bà hãy chỉ đường cho cháu đi ạ. Tên trộm này thật là quá đáng. Dobby, bắt đầu kiểm tra đi. Cẩn thận đấy. Có dấu chân. Hả? Chúng là của tên trộm. Có vẻ như tên trộm này rất giỏi leo trèo. Dấu chân dẫn về hướng kia. Cảnh sát trưởng Labrador, nhìn kìa, có một con nhện lớn ở trên tường. Một con nhện lớn ư? Không, đây là bóng của tên trộm đấy. Đi nào. Yo ho yo ho yo ho. Hôm nay bội thù luôn. Hả? Không đóng cửa sổ luôn đấy. Wow! Ba ơi, con đi ngủ đây. Ngủ ngon nhé con nhiều. Chú sói, chú làm gì trong phòng cháu đây? Chú đang ngắm cảnh ấy mà. Cảnh sát trưởng Labrador đã dặn cháu là leo trèo nguy hiểm lắm ạ. Tiếng gì vậy nhỉ? Mình vào được rồi. Chú là kẻ xấu. Con yêu, sao con chưa ngủ thế? Hồn hồn thì đứng nói gì đấy nha. Con ngủ bây giờ đây. Anh ta đi mất rồi. Tuyệt vời quá. Ôi cái kia trông đẹp quá. Anh Châu, tôi là cảnh sát trưởng Labrador, xin hãy mở cửa ra. Có chuyện gì thế? Chúng tôi nghi ngờ có tên trộm đã đột nhập vào nhà anh. Có trộm à? Này. Trên tầng. Đấy là phòng của con trai tôi. Con ơi.
À? Hả? À, tên trộm đã chạy ra ngoài bằng cửa sổ. Để tôi đuổi theo hắn. Hả? Bắt được rồi. Đứng lại. Muốn bắt được ta ư? Nằm mơ đi. Ôi không. Đừng sợ, không sao rồi. Dobby đi nào. Đứng lại. Xem ta đây. Dừng lại, như vậy nguy hiểm lắm. Ôi không. Xem đây. Tôi sẽ không dám trèo cao nữa đâu. Anh cũng không được ăn trộm nữa. Anh sẽ về đồn với chúng tôi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn không được leo trèo lên các vật trên cao. Nếu bị trượt chân và ngã từ trên cao, các bạn có thể sẽ bị thương nặng. Khi các bạn nhìn thấy bạn bè của mình đang leo trèo, các bạn phải ngăn chặn hành động đấy ngay hoặc nhờ người lớn giúp đỡ nhé. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Woo! Cẩn thận khi đi bộ. Vui quá đi mất. Thật là buồn cười quá đi. Ê này, có điều đi gần ba vào nhá. Thắng rồi. Cẩn thận gấu bố. Thật là đáng sợ quá đi. Gấu bố, anh không nên vừa đi vừa xem điện thoại. Vừa rồi anh rất may mắn đấy. Rõ, tôi hiểu rồi. Còn nhiều, đưa máy tính bảng cho ba nào. Con yêu, con trai của tôi mất tích rồi. Gấu bố, lần cuối anh thấy cậu bé là khi nào? Tôi cứ mãi nhìn vào điện thoại của mình nên không biết con tôi mất tích từ lúc nào nữa. Hãy quay lại con đường anh đã đi qua và tìm cậu bé. Gấu con ơi, tôi sẽ xuống dưới rồi tìm cậu bé. Ông bồ nông, ông có thấy gấu con đi quanh đây không? Không, tôi có thấy đâu. Nhìn này, vui quá đi. Đúng là vui thật đấy. Chạy ra, chạy lên đi. Cẩn thận, có cầu thang đi xuống đó. Tốt quá, mọi người đều an toàn. Anh nên nhìn phía trước khi đi xe đạp, nếu không anh sẽ gây nguy hiểm cho chính mình và những người khác. Tôi xin lỗi, từ giờ chúng tôi sẽ cẩn thận. Hả? Đây là gì?
Đó là thẻ tên Lulu thú cưng của tôi. Lulu nó đi với con trai tôi. Vậy phải có dấu vết ở gần đây, đi tìm chúng tôi. Đây là dấu chân của Lulu. Chúng đã đi theo hướng đó. Tớ xin lỗi Lulu, là lỗi của tớ. Tớ không nên nhìn máy tính bảng khi đi bộ. Ngầu con, ngầu con. Âm thanh ở đằng kia. Con yêu Lulu. Cứu con với. Đừng di chuyển, chú sẽ cứu các cháu ngay bây giờ. Cảnh sát trưởng Labrador, nắm lấy tay của chú, chậm thôi. Đồ con, này Dobby, kéo chúng tôi lên. Tôi cũng giúp một tay. Ba ơi, đáng sợ quá. Từ giờ chúng cháu sẽ quan sát đường khi đi bộ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, hãy luôn luôn để ý đường đi của mình. Đừng nhìn vào điện thoại hoặc chơi trò chơi với máy tính bảng khi đi bộ. Bạn sẽ mất tập trung trên đường và có thể gây ra tai nạn, tự làm mình bị thương hoặc thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Xin hãy ghi nhớ điều đó. Không được cho đầu vào hàng rào. Nhanh lên nào ba ơi. Hả? Kem ngon, kem ngon. Được rồi, đứng ở đây chờ ba quay lại nhá. Lừa ba, có chuyện gì vậy? Các con của tôi mất tích rồi, chúng vừa đứng ở đây một phút trước mà. Đừng lo, chúng ta bắt đầu tìm ở quanh đây trước. Tôi tìm ra dấu chân của bọn nhỏ. Và dấu chân dừng lại ở đây. Hàng rào ở đây đã bị mất. Hả? Có vẻ như nó bị kéo đi mất. Dấu vết của hàng rào và dấu chân của bọn trẻ đều ở gần đường ray rồi biến mất. Hả? Hả? Ôi không, bọn trẻ bị kẹt ở trên tàu rồi. Đi nào. Hả? Ôi không, nó đang đi vào đường hầm. Đúng rồi, giữ chặt nhé. Đi nào. Hey!
chúng ta đang đi ra ngoài rồi. Hãy bắt lấy hàng rào. Đi nào. Thật là một cảnh tồi tệ. Ở đằng kia, nhanh nào. Đừng lo, bọn chúng sẽ cứu cháu ra. Nhanh lên nào, Dobby. Sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không được cho đầu vào giữa thanh chắn của hàng rào vì tò mò hoặc vui đùa. Các bạn có thể bị thương hoặc gặp nguy hiểm khi bị kẹt. Nếu chẳng may bị kẹt, đừng cố tự kéo mình ra. Hãy nhanh chóng nhờ sự trợ giúp từ người lớn. Hãy nhớ điều này nhé. Hang động nguy hiểm. Bắt lấy này. Sao cậu không bắt đi? Nhìn kìa, bên trong cái hang đang phát sáng kìa. Chúng ta vào trong xem sao đi. Cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, nào con bị nhện bắt mất rồi. Đừng lo, bọn chú sẽ đến ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, trong hang động này có nhiều nhện lắm ạ. Nhện đã bắt mèo con mất rồi à? Các cháu, hang động là một nơi vô cùng nguy hiểm. Các cháu không được vào hang động một mình, mau về nhà trước đi. Dobby, mau đi tìm mèo con. Mèo con. Mèo con. Mèo con. Mèo con. Ai đó vậy? Hả? Đây là ảnh phản chiếu của anh mà. Hóa ra là như vậy. Hả? Phần tinh thể ở đây bị vỡ. Có vẻ như mèo con không phải bị nhện bắt. Cậu bé bị ngã xuống đây rồi. Chúng ta mau xuống kiểm tra xem. Ôi không, mình không thể tự leo lên được. Lối ra ở đâu nhở? Con đường chia ra ở đây. Chúng ta phải đi bên nào? Nhện! Quái vật nhện kìa! Đây là bóng của con nhện thôi mà. Trời ơi, tôi lại bị dọa bởi một cái bóng một lần nữa. Hả? Đây là mũ của mèo con. Cậu bé chắc hẳn đã đi lối này. Đi nào. Mình phải làm sao đây?
là mèo con, mau lên nào. Cảnh sát trưởng Labrado, cháu đừng sợ. Ở đây có nhiều tơ nhện quá, chúng ta mau ra khỏi đây nào. Nhanh lên, lối này. Mùi ở đây kinh khủng quá. Là rơi đấy. Chúng đang ngủ, chúng ta phải đi nhẹ nhàng thôi. Chạy đi. Ấu, đau quá. Đau quá. Hả? Nhanh nào Dobby. Hả? Bây giờ. Chúng đến đây. Rồi không thích ánh sáng, chúng ta ra khỏi hang này là an toàn rồi. Chúng bay mất rồi. Cháu sẽ không đi vào hang động nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, hang động tự nhiên có thể rất nguy hiểm. Các bạn có thể bị lạc hoặc gặp một số loại bọ có độc và cả thú hoang bên trong nữa. Nếu bị cào trúng hoặc bị đốt, các bạn có thể gặp nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Hãy nhớ không được đi vào hang động. Quái vật Halloween. Thỏ con nhìn kìa. Mình sẽ đến trêu trâu nhỏ. Nó trốn mất rồi. Đến và thưởng thức bữa tiệc Halloween thôi nào. Yeah, bàn tiệc đi nào. Có tiếng gì vậy? Ai mà lại đến vào cái giờ này vậy? Có chuyện gì vậy? Có ma trong tòa nhà. Trên đời này làm gì có ma? Dobby, chúng ta đi nào. Có tiếng động trong nhà và chúng tôi đã rất hoảng sợ.
Đây là nhà Châu. Chúng ta vào trong xem. Ở đằng kia. Nó phát ra từ đây. Và đây. Tiếng động đang di chuyển nữa. Tôi tìm thấy rồi. Có vẻ như tiếng động phát ra từ trong đường ống. Babylon nghe. Babylon, chúng tôi cần cô trợ giúp. Đã rõ. Babylon, luôn tìm ra cách. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi giúp gì được cho các anh? Có cái gì đó ở trong ống nước. Chúng tôi cần cô tìm ra giúp. Đã rõ. Hãy xem bác sĩ nhỏ của tôi đây. Bác sĩ nhỏ không hề sợ những công việc khó khăn nhất. Cậu đã giúp tôi rất nhiều. Có nhiều thứ bị kẹt trong đường ống quá. Nhìn kìa, có thứ gì đó đang di chuyển. Đi theo nó. Không vấn đề gì. Xuống bồn cầu để chơi à? Ôi trời ơi! Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, bồn cầu không phải là đồ chơi. Bồn cầu được kết nối với hệ thống cống ngầm và có rất nhiều chất bẩn ở trong các đường ống. Vì vậy, không được chơi với nước trong bồn cầu và không được bỏ giấy vào trong bồn cầu. Nó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Robot Dino đáng sợ. Wow, trông nó thật là ngầu. Bạn nhỏ này có thích không nào? Cháu có. Thằng cháu còn khủng long này nhá. Miễn phí sao? Đúng vậy, hoàn toàn miễn phí. Wow, chào, cảm ơn cô nhiều. Chào cháu. Ngủ ngon nhé con yêu. Ngủ ngon. Chúc ba mẹ ngủ ngon. Sáng rồi sao? Chưa đấy.
cậu đi đâu thế? Mẹ ơi, ba ơi! Con trai chúng tôi đâu mất rồi? Cảnh sát trưởng Labrador, chúng tôi đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng hét của con trai. Và giờ con trai chúng tôi mất tích rồi. Xin hãy giúp chúng tôi với. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể giải được. Con tí đó cày trông thật là đáng sợ. Chúng tôi nhận được nó miễn phí từ một cô người lạ ở trên phố. Con tí Rex này trông thật khả nghi. Papillon, hãy kiểm tra nó ngay. Đã rõ. Đây là kết quả. Có một con chip điều khiển bên trong con khủng long T-Rex này. Có vẻ như có người đã dụ trâu con ra khỏi nhà bằng cách điều khiển con T-Rex này. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Tôi đã định vị được mục tiêu. Chúng ta mau đi tìm trâu con về nào. Là giọng của trâu con. Nhanh lên. Này, dừng lại. Sao họ lại tìm ra được mình ở đây nhỉ? Phải làm sao bây giờ? Có cách rồi. Hãy thử món này đi. Chào quán mất à. Các người thấy đồ chơi của tôi tuyệt vời không? Hả? Dobby, Babylon. Tôi đến đây. Ôi không. Cảnh sát trưởng Labrador. Đứng lại ngay. Đi đến tận cùng của trái đất. Tạm biệt nha. Ôi không, cô ta lại trốn mất rồi. Đừng lo, tôi đã hack được hệ thống điều khiển của chiếc xe đó rồi. Để tôi cho cô ta một bất ngờ lớn. Các người sẽ không bao giờ tóm được tiến sĩ lính Dương ta đâu. Giờ sẽ vào đồn cảnh sát. Có chuyện gì vậy? Mình lại thất bại rồi. Linh Dương, cô đã bị bắt. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn không nên nhận bất kỳ vật gì từ người lạ. Có thể có đồ vật nguy hiểm ở bên trong chúng. Vì vậy, các bạn phải luôn cảnh giác nhé. Các bạn có nhớ được không nào? Không chơi với xà phòng.
trời ơi. Ôi trời, nhìn hai đứa trẻ nghịch ngợm này đi. Đúng rồi. Tắm sạch hết bùn đất này đi nhá. Ai ra phòng tắm? Kêu, kêu cho con ơi. Gì, cái gì? Xảy ra chuyện gì thế? Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi là vai bố. Nhà của tôi tràn ngập bong bóng xà phòng rồi. Chúng tôi sẽ tới đó ngay. Ôi trời ơi, có chuyện gì xảy ra với đống bong bóng xà phòng này vậy? Vào trong xem sao. Cửa lối nào nhỉ? Tay nắm cửa đây. Lạ thật đấy, tay nắm cửa đang chạy mất. Bắt được rồi. Mũi của tôi. Tôi xin lỗi. Đến đây, tôi tìm thấy cửa rồi. Bao bóng. Để đó cho tôi. Tôi sẽ thổi bay tất cả. Voi bố, anh ở đâu? Cuối cùng cũng vai bố. Bong bóng đã vào trong mắt làm tôi đau quá. Bong bóng có thể gây hại cho mắt của bạn. Hãy rửa sạch chúng ngay bây giờ. Tiếng gì vậy nhỉ? Các con của tôi vẫn ở trên tầng. Hãy cứu chúng. Anh ơi, anh đâu rồi? Voi em đang ở đâu? Hãy đi lên cầu thang. Sàn nhà nhiều bong bóng nên rất trơn. Babylon, chúng tôi cần một số dụng cụ chống trượt. Đã rõ. Dụng cụ chống trượt, dụng cụ chống trượt. Nó đây rồi. Nhìn đây. Hút bồn cầu. Nó làm việc tốt đấy. Kêu. Kêu rồi. Là tiếng của voi anh. Đáng sợ quá đi. Ôi không, cẩn thận. Ôi không, cái chai trống rỗng rồi. Vì thế cho nên mới có nhiều bong bóng như vậy. Các bé, chơi với xà phòng tắm sẽ rất nguy hiểm đấy. Chúng cháu không bao giờ làm thế nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé,
không nên chơi với xà phòng tắm, xà phòng rửa tay hoặc dầu gội đầu. Tất cả đều tạo ra rất nhiều bong bóng. Nếu chúng nhỏ giọt trên sàn, bạn có thể bị trượt chân và bị thương. Và nếu bong bóng chui vào mắt bạn, chúng có thể khiến mắt bạn bị cay, thậm chí tệ hơn. Hãy ghi nhớ điều đó. Không phá hoại công trình công cộng. Mình cùng đi tìm kho báu nào. Hay yo, hay yo, nó đâu rồi? Hay yo, hay yo, nào nhanh nào. Hả? Một đường ống nước khác à? Anh có chắc là kho báu ở đây không? Tất nhiên. Nhìn bản đồ đi. Kho báu được chôn ở đây cơ mà. Wow. Làm nhanh lên nào. Chúng ta tìm thấy rồi. Ý, hey, hey. Ôi không, đó là một đường ống nước khác. À, à. Anh lớn đâu rồi nhỉ? Anh ơi, cứu anh với. Anh, hãy đi tìm cảnh sát trưởng Labrador. Cẩn thận anh Châu. Hả? Ôi không, mọi người đã gặp nguy hiểm. Papillon, hãy tìm xem nguồn nước đến từ đâu. Dạ. Dobby, hãy làm hàng rào cảnh báo. Mọi người cần phải rời khỏi đây ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi thấy rồi. Hả? Là do đường ống nước ngầm bị vỡ. Tôi đã đóng nguồn nước rồi. Làm tốt lắm. Cảnh sát trưởng Labrador. Hả? Anh trai chúng cháu bị nước cuốn đi mất rồi. Gì cơ? Dẫn đường cho chúng ngay. Ở ngay dưới này ạ. Hãy đi xuống xem sao. Đây là cái xẻng chúng cháu dùng để đào kho báu. Đào kho báu sao? Vâng ạ, chúng cháu đang đào thì nước bất ngờ tràn vào và cuốn trôi anh cháu đi. Thì ra chính anh em nhà chuột chuối đã làm vỡ ống nước. Hả? Đây là nơi công cộng, các cháu không thể đào hố ở đây. Và đặc biệt là không nên làm vỡ đường ống nước. Chúng cháu xin lỗi. Chúng cháu sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu. Có một đường hầm ở đây. Các cháu hãy đến nơi an toàn đi. Chuột chuối anh có thể bị cuốn trôi từ đây. Đi nào. Đây là đâu chứ? Sao mà nhiều bọ thế này? Cứu với! Chuột chuối anh! Tôi nghe thấy tiếng gì đó ở đằng kia. Nó chỉ là bọ thôi. Sao mà nhiều bọ thế này? Chúng sợ tôi nên đi rồi. Tiếng gì thế nhỉ? Chạy đi! Là chuột chuối anh. Đi nào Babylon. Tuân lệnh. Đi lên nào Dobby. Ah!
Kích hoạt chế độ tăng tốc. Cháu không bao giờ đào hố gần đường ống nước nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, đường ống nước là công trình công cộng dành cho mọi người. Nếu chúng bị vỡ, nó sẽ không chỉ lãng phí tài nguyên nước mà còn rất bất lợi cho tất cả mọi người, thậm chí còn gây nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Vì vậy, hãy đừng làm bất cứ điều gì có thể gây hại cho các công trình công cộng và luôn bảo vệ chúng thật tốt. Bạn có thể ghi nhớ điều đó không? Đừng ăn quá nhiều. Ơ, đừng ăn nữa em trai. Em đã ăn nhiều quá rồi mà. Nhưng nó rất là ngon. Ăn nữa là em sẽ bị đau bụng đấy. Em muốn ăn nữa cơ. Ây. Thôi nào, sắp đến giờ đi ngủ rồi. Tiếng gì thế nhở? Hả? Ôi đó là quái vật. Em ơi, em trai. Em trai. Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, em trai cháu bị quái vật giòn tan mất đi rồi. Giúp cháu với. Quái vật giòn tan ư? Bọn chúng sẽ đến đó ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quái vật giòn tan mất em cháu vào rừng rồi. À, quái vật giòn tan ư? Có chuyện gì đó ở đây? Bobby, chúng ta hãy đi vào rừng để kiểm tra xem sao. Đã rõ. Lừa em. Chà, tôi không hề tin có quái vật. Bobby, nói cho tôi biết nếu anh nghe thấy bất kỳ âm thanh rắc rắc nào. Đã rõ, hãy tin vào tôi. Thấy rồi, đằng này. Ở đằng kia. Bắt được rồi. Nó chỉ là con bọ nhỏ thôi. Đợi đã, có một âm thanh rắc rắc khác. Ở đâu? Anh đang dẫm lên những miếng bim bim. Bim bim ư? Đó là vị thịt nướng. Tôi hiểu rồi, tôi nghĩ âm thanh rắc rắc đó là do những miếng bim bim này. Rắc rắc, vậy là chính là nó. Hãy đi đường này. Đi đường nào đây? Là tiếng rắc rắc ở đằng kia. Nó là thật sự có một quái vật gió tán. Không, hãy tìm đến xem sao nào. Đó không phải là quái vật, đó là lừa em. Có chuyện gì với cái bụng của cậu bé vậy? Nó to quá. Bụng của mình. Đi nào. Bụng của mình đau quá đi mất. Ôi không, bắt lấy cậu bé. Cháu đã ăn quá nhiều. Ôi không.
Đi nào. Ôi không, có một vách đá phía trước. Bụng của cháu đau quá. Đó là bởi vì cháu đã ăn quá nhiều. Đưa cậu bé đến bệnh viện thôi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, ngay cả khi có đồ ăn ngon, chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều một lúc. Nó có thể khiến dạ dày và ruột của bạn phải làm việc quá sức, khiến bạn cảm thấy buồn nôn và tăng cân. Tất cả chúng ta cần phải có thói quen ăn uống lành mạnh. Các bạn có thể ghi nhớ điều đó không?